Tôi đã rất ấn tượng về sinh vật của thế giới chiếm hữu. Tôi có một khát khao to lớn. Tôi muốn được gặp anh ta. Nhưng mà bằng cách nào? Tôi cũng không biết nữa. Tôi đã tìm kiếm tất cả các diễn đàn, các video được lan truyền trên YouTube. Mọi nguồn thông tin được tôi ghi chép lại một cách cẩn thận. Sau cùng, tôi đã biết một nguồn thông tin quý giá cho rằng mọi sinh vật Creepypasta Minecraft đều tồn tại trong một thế giới được gọi là Discworld Eabredi Occupies, dịch nôm na nghĩa là thế giới chiếm hữu. Nó tồn tại trong phiên bản Minecraft 1.12.2, một phiên bản cũ kỹ và hiếm ai bấy giờ còn bận tâm. Tôi biết rằng anh ta là một người tốt, thực thể này sẽ không làm hại tôi đâu. Anh ta chỉ đang cố gắng giúp tôi thôi. Tôi nghĩ vậy. Tôi đang trong quá trình tạo một thế giới mới với hạt giống là Discworld Eabredi Occupies. Tôi hy vọng nó sẽ giúp tôi tìm thấy được anh ta. Ngay khi tôi xuất hiện trên thế giới mới, mặt trời đang bắt đầu lặn ở hướng xa. Đây có lẽ là một tín hiệu tốt cho việc khẳng định rằng tôi đang đi đúng hướng rồi. Đá đỏ xuất hiện trên mặt đất, trông như vài vệt máu của ai đó vậy. Tại sao mày lại ở đây? Xin chào, tôi trả lời. Thực thể 406, một cái tên tôi chưa từng nghe qua. Trong phần cài đặt, tôi vẫn đang chơi một mình và không hề công khai thế giới cơ mà. Tôi tìm thấy một cái rương khởi đầu và một cái bàn chế tạo của ai đó đang nằm trên hòn đảo nhỏ. Tôi tiến đến gần và mở gương ra. Trò chơi tôi gặp một chút trục trặc. Tôi không thể kiểm soát được nhân vật của mình. Tôi lấy hết vật phẩm và làm vài chiếc công cụ bằng đá. Một ngôi nhà nhỏ ở phía xa. Tôi đi dọc bờ biển và tiến về ngôi nhà. Tôi cá rằng nếu bạn là một người theo dõi lâu năm của tôi, chắc hẳn bạn sẽ dễ dàng nhận ra được cấu trúc kỳ lạ này. Sáng hôm sau, bên cạnh ngôi nhà tôi xuất hiện một công trình đáng sợ. Nó là một phần của Forbidden World. Những cái cửa gỗ soi, một vài cổng thông tin và một cái cửa sẫm màu. Tôi tạo ra một cái thuyền để bơi về hướng của hòn đảo. Minecraft trở nên trục trặc nặng nề khi tôi đến đây. Có thứ gì đó muốn dìm chết tôi và cố ngăn tôi tiếp tục. Ra khỏi đây đi, mày không nên ở đây đâu. Tôi trả lời, này, mày đang làm cái quái gì vậy? Nó là thật à? Mày là ai? Tôi hỏi rất nhiều, nhưng tất cả vẫn không có hồi đáp. Khoảnh khắc tôi chạm vào một phần của khu rừng lõi kia, nhân vật tôi đã bị dịch chuyển đến một nơi chỉ toàn là bedrock. Thế giới lẫn lộn giữa ngày và đêm, những cấu trúc phức tạp bám đầy trên vách tường cao hàng trăm mét. Ai đó vừa nhắn, chào biết sách. Xin chào. Bạn là một YouTuber. Vâng, đúng rồi. Tôi đã theo dõi kênh bạn lâu rồi. Có phải bạn đang tìm kiếm tôi? Đúng vậy. Bạn không cần thiết phải nói tiếng Anh đâu. Điều đó tôi biết. Tôi có thể hiểu tất cả ngôn ngữ trên thế giới này. Vậy tôi có thể nói bằng tiếng Việt được không? Được. Xin chào. Chào Bích Sách. Chuyện gì đang xảy ra với thế giới này vậy? Tôi đã cảnh báo bạn rồi, tốt nhất đừng nên đến đây. Thế giới này là nơi mà các thực thể tồn tại. Thực thể, chẳng hạn như Herobrine. Đúng vậy, anh ta là người tốt. Nhưng tại sao bạn lại biết tôi? Big Shack, Khanh Diệp, 203, Sóc Trăng, YouTuber. Tôi biết tất cả mọi thứ trên đời này. Tôi cảm thấy sốc vì anh ta biết quá nhiều điều về tôi. Không thể như vậy được. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không được, tôi cần đưa bạn ra khỏi đây. Chúng đã phát hiện ra rồi.
Big Sách, tôi hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Thế giới này đã bị chiếm hữu rồi.